Đôi mắt có lẽ là một cuộn băng quý giá nhất của mỗi đời người. Nó sẽ khắc sâu vào tâm trí ta những dáng hình thân thuộc nhất đối với mỗi chúng ta. Vô tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Dạ. Ở nè Lân. Dạ. Kêu con Quỳnh ra ăn cơm nữa nghe. Dạ. Ba ra ăn cơm. Quỳnh ơi, ra ăn cơm Quỳnh. Lấy mẹ cái đĩa múc cá con. Dạ. Nè mẹ. Cái món này nè là món khoái khẩu của ba con nè. Dạ, con mời cả nhà ăn cơm. Rồi, rồi ăn cơm.
Mẹ, bộ ba còn giận con hả? Con thấy từ sau cái vụ đó ba cứ im với con hoài luôn á. Còn nữa, cái gia đình mình sao á mà cứ im im hoài luôn, ai cũng vậy hết á. Phải lỗi con không vậy? Mẹ thấy đâu có gì đâu, suy nghĩ vớ vẩn không à. Đúng rồi đó, em thấy ba cũng bình thường mà. Anh hai nghĩ quá lên rồi đó. Ừ, thì chắc là vậy. Ủa mẹ, hai người đi đâu sớm vậy? Mẹ đi mua đồ một chút, giờ mới chịu dậy á. Mẹ có nấu cơm ở trỏng rồi đó, con ăn đi. Mẹ với anh Quỳnh đi ra ngoài mua đồ một chút. Dạ con biết rồi. Mẹ với em mới về hả? Con có chuyện muốn hỏi hai người nè. Mẹ ơi, hôm nay cái chương trình thường chiếu nè mẹ. Chờ cả ngày hôm nay á, bữa hổm á, đang coi cái tự nhiên cái nó hết à. Còn thầy đặt tiệc ở Lạc Việt Nam. Chị làm gì vậy? Hả? Nhà hàng Việt Nam là đã nói là tiệc cái này lần này. Chị đặt ở khách sạn. Con có chuyện muốn hỏi hai người đây. Nè, bây giờ chuyện này là cái gì? Giờ rốt cuộc á, cái nhà này đang giấu con cái gì? Con biết gì rồi là lỗi của con biết mà. Nhưng mà ít ra ba bệnh á thì cũng phải cho con biết một tiếng chứ. Con cũng là thành viên của gia đình này mà. Anh hai, anh hai không biết gì thiệt hả? Biết gì? Lân à,
Ba con mất á, nay được một năm rồi con. Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Ba còn ngồi bên kia kìa. Ba đang ngồi đọc báo mà. Rõ ràng đây là cái hồ sơ. Này đúng không mẹ? Mẹ, mẹ ơi, sao người ta nói con bị điên vậy? À, mẹ, con không có bị điên mà đúng không mẹ? Mẹ, Quỳnh, anh hai không phải bị cái này đúng không Quỳnh? Con bị đâu? Bác sĩ nói đây là một cú sốc tâm lý lớn, cho nên ba có gửi lời kết bạn với con rồi đó. Con có thấy chưa? Con bé Quỳnh đó, nó chỉ ba đó. Hay không? Mà con có đồng ý chưa vậy? Dạ, rồi đấy. Ấy trời ơi, nó kêu ba vẫy tay chào con kìa. Nè, nó thông minh quá, ba bấm nha, bấm nha. Đó, con có thấy chưa? Dạ, rồi, rồi. À, con biết rồi, bay ra giùm con đi. Ba đừng làm phiền con nữa được không? Mệt quá. Hoa hay anh for in love với ai cũng nhanh quá. Bố mẹ em ngày đó có dặn mà loại người như anh con gái nên tránh xa. Cái lão già này nhí nhố mà.
Bánh cuốn đây. Bánh cuốn nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha. Bà. Lại đây, lại đây. Hồng. Cô anh đâu quên. Ông có uống thuốc thường xuyên không vậy? Ông nè, đã quá nửa đời người rồi, tự nhiên cái giờ bài đặt đu đòi nữa. Mới sáng sớm chủ nhật à, sốc cả nhà dậy hết à. Sát gần bên nhau mà còn đài đặt inbox inbox nữa. Thì bà chơi được, tôi cũng chơi được vậy. Bà đừng có tưởng nha, bà với mấy đứa nhỏ đó, lên Facebook được là tôi không lên được nha. Tôi cũng lên được nữa đó. Lúc này á, bà đổi đời rồi nha con. Để coi được bao lâu. Thôi uống thuốc đi nè, bỏ xuống. Uống xong rồi chơi. Uống đi. Suốt ngày mệt ghê. Ê Lân, mày có biết là WHO đã xác nhận nghiện game là bị bệnh thần kinh không? Mày xàm cái gì vậy? Mọi người ơi, mọi người biết gì chưa? Yay! Lân là con trai cưng của ba đó nha. Yay, sợ. Coi cái clip này để biết thêm tác hại khi chơi game nhiều nè con. Chơi game ít lại thôi nha con trai của ba. Thả tim, thả tim, thả tim. Thấy ghê chứ, thấy ghê chứ mọi người. Yeah.
Chết mày. Chết mày với tao. Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Sắp xong rồi. Yes, yes. Mệt ghê. Suốt ngày. Trời ơi. Ba. Ba nghĩ sao mà ba đăng mấy tấm hình đó lên vậy? Rồi ba còn tát con vô mấy thứ nhảm nhí của ba nữa. Nha. Tụi bạn trên trường con á, chọc con quá trời luôn á. Con hủy kết bạn với ba luôn rồi. Ba phiền phức quá. Mày. Ba. Ba ơi, ba sao ba? Ba. Ba ơi. Ba, ông sao vậy ông? Ông ơi, ông có sao không? Thằng Lân á, tôi... Thôi thôi, dù gì á, thì nó cũng là con trẻ mà. Tôi không có trách nó đâu. Ủa, anh hai, sao anh hai không vô đi? Vô xin lỗi ba cái là bác giận liền à. Ba đỡ chưa? Ba mày khỏe rồi. Còn không biết vô xin lỗi ba nữa. Cái thằng thiệt. Thôi thôi thôi. Mọi người có mặt đông đủ ở đây rồi. Sao mình không selfie một tấm để ba còn đăng lên Facebook nữa chứ? Trời ơi, cái ông này thiệt. Vô đây nè con. Vô đây. Cái ông già nhí nhố. Già rồi. Còn nhố nhăn, bệnh hoạn nữa. Hèn chi bệnh á, mà không ai thương hết à. Thôi mà, vô đây đi con. Nè con ơi, con ra ngoài coi có ai đi ngang không. Con ngờ người ta vô chụp gia đình mình mấy tấm hình đi con. Đi đi con. Lân, con qua đây ngồi với ba nè. Con vô đây. Vô đây ngồi. Còn bà đi qua bên đây. Bà qua bên đây. Kìa kìa. À, có người tới rồi kìa. Dạ, chào giùm gia đình em tấm hình. Một, hai. Khoan khoan khoan, bà ơi, bà vô đây ngồi đi. Bà đứng ngoài đó rồi, không có thấy hình bà ở đâu. Rồi, nhà mình cười lên nha. Một, hai, ba. Ba mày càng ngày càng mê man. Mê man suốt 2 tuần nay rồi. Ơi, khổ. Bác sĩ nói á, tình trạng của ổng á càng ngày càng tệ. Không sao đâu mẹ. Mới hôm trước ba còn lướt Facebook tùm lum tùm la mà. Chắc ba sẽ mau khỏe lại thôi. Ba. Lần đó hả? Con có lên coi giùm ba cái tấm hình mà chụp gia đình của mình đó.
bữa nay chắc nhiều like lắm rồi, hả con? Dạ, bữa nay cũng nhiều lắm. Nhưng mà ba phải giữ gìn sức khỏe để mau khỏe về mà đem like nữa nha. Vô đi con. Dạ ba. Lân à, tấm hình của gia đình mình chắc là được 1 triệu like rồi hả con? Dạ, miễn ba khỏe thì cái gì cũng được hết. Ba sắp khỏe. Ba khỏe. Ba khỏe. Rồi. Ba. Dạ, miễn ba khỏe thì được. Dạ, miễn ba khỏe thì cái gì cũng được. Dạ, bữa nay cũng nhiều lắm. Nhưng mà ba phải giữ gìn sức khỏe để mau khỏe về đem like nữa nha. Lân, con qua đây ngồi với ba nè. Con vô đây. Bánh cuốn đây. Bánh cuốn nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha. Lại đây, lại đây. Lúc này á, ba đổi đời rồi nha con. Ba khỏe. Chắc giờ tấm hình của gia đình mình 1 triệu like rồi hả con? Dạ, miễn ba khỏe thì cái gì cũng được. Hãy
Mặc dù anh nhà đã mất được vài tháng trước rồi, nhưng cháu Lân nhà chị có những biểu hiện rất lạ. Thằng bé vẫn cứ tin là ba nó đã khỏe lại và trở về nhà. Có thể nói cháu nó vì gặp cú sốc lớn ở tuổi vị thành niên nên cháu đã bị chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực. Vậy là sao hả bác sĩ? Nó là một chứng tâm lý gây ra việc mất trí nhớ tạm thời và ảo giác nặng. Đó là lý do vì sao trong mắt cháu Lân, ba vẫn sống và sinh hoạt bình thường như trước. Rồi bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Trước mắt, chị đừng nhắc về việc ba cháu đã mất, chị cứ cư xử như bình thường. Nếu để cháu nó sâu động mạnh thì bệnh tình sẽ càng thêm trầm trọng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Với ba nhiều hơn rồi đó, cũng chia sẻ nhiều hơn. Ba cũng muốn mau khỏe để về đếm lại cái hình check-in của gia đình mình đó. Ba bệnh không phải là vì con đâu, ba hiểu mà. Con giận là đúng, do ba đã qua hấp tấp để gần con. Đáng lẽ không nên làm phiền con nhiều quá. Xin lỗi, mà bây giờ con quen cái sự quan tâm của ba rồi. Ba vui thì đón con mỗi ngày là vui rồi.
Ôi